chỉ hơn 700 triệu cho công ty mai mối. Nữ thạc sĩ gửi đơn khiếu nại sau khi gặp 3 đối tượng hẹn hò. Nghiêm túc muốn tìm đối tượng kết hôn xong nhận về kết quả khác xa so với tưởng tượng, cô gái đã kiện công ty mai mối ra tòa. Việc tìm người mai mối hay bỏ tiền để thuê những công ty hẹn hò, mai mối để giới thiệu đối tượng phù hợp không phải chuyện xa lạ tại Trung Quốc. Nhiều người không ngại ngần bỏ ra những khoản tiền lớn chỉ mong kiếm được một ý trung nhân phù hợp với mình. Mới đây, chương trình 1818, Hoàng Kim Nhãn của đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc đã là một đoạn phóng sự ngắn liên quan đến khiếu nại của người phụ nữ họ Ngụy, ngoài 40 tuổi đến từ Chiết Giang. Theo đó, cô Ngụy đã gửi đơn tố cáo đến chương trình này để kể về câu chuyện của bản thân. Cô tuyên bố mình đã chi 210.000 nhân dân tệ, hơn 700 triệu đồng, cho một công ty mai mối. Cô không ngần ngại chi đậm như vậy là hy vọng sẽ được giới thiệu một đối tượng phù hợp, mọi mặt đều cao, phẩm chất con người tốt. Tuy nhiên, ba đối tượng do công ty này cố ý giới thiệu với cô đều khó chấp nhận được. Cô Ngụy xuất thân từ gia đình khá giả, tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học ở Anh. Hiện tại, cô đang đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình và có thu nhập hàng năm hơn 1 triệu nhân dân tệ, hơn 3,5 tỷ đồng. Cô Ngụy cũng nói rằng điều kiện của mình về đối tượng hẹn hò không quá cao, chỉ mong anh ấy có phẩm chất và những đặc điểm tương đương với mình, về bề ngoài không quá quan trọng. Cô đâu cần người xa vời quá tầm với. Vì thời gian không dư giả nên cô mới bỏ tiền ra, ủy thác cho công ty hẹn hò tìm người giúp và ký hợp đồng thành viên trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, sau khi trả tiền thì mọi thứ không như mong đợi. Công ty đã giới thiệu 3 người đàn ông cho cô. Người đầu tiên tính cách có vấn đề, người thứ hai bị béo phì, nặng hơn 200 kg, người thứ ba thì xăm kín cả cánh tay. Nói chung, cả ba nhân vật đến buổi hẹn hò dành cho cô đều khác xa với những gì cô Ngụy mong đợi. Cô đã phàn nàn với giới truyền thông và tìm đến công ty mai mối yêu cầu giải thích tại sao lại giới thiệu đối tượng khác xa yêu cầu như thế. Nếu như không được, cô sẽ khởi kiện và khiếu nại đến cùng cho đến khi công ty đưa ra lời giải thích hợp lý. Điều kiện và yêu cầu của cô đều rõ ràng, không cao lắm, nhưng tại sao lại sắp xếp cho cô bất hợp lý đến vậy? Câu chuyện này đã gây xôn xao trong dư luận xứ Trung. Một số người ngưỡng mộ, đánh giá cao vẻ bề ngoài của cô Ngụy. Tuy đã ngoài 40 mà cô vẫn rất trẻ trung, phong độ. Tuy nhiên, số khác cho rằng mặc dù tiêu chuẩn hẹn hò của cô có vẻ không cao hay quá xa vời với mình song một chàng trai trẻ mà có những tư chất, phẩm chất tương đương với yêu cầu ấy rất khó để tìm thấy ở một công ty mai mối. Nguồn: Khao Sốt.